Con ơi là con. Con ơi, cha mẹ làm sao cứu con được đây? Dạ xin hỏi, nhà mình có chuyện gì vậy? Đứa trẻ nhà chúng tôi bệnh nặng, chúng tôi đưa nó đến ông làng, mà giờ hết sạch tiền mua thuốc. Ông làng nói đưa nó về nhà chờ chết thôi, nhà chẳng còn gì để bán nữa. Con ơi, con đừng bỏ mẹ cha con ơi. Con ơi. À, mọi người ở đây chờ tôi nha, có lẽ tôi sẽ giúp được. Chị hãy nhai nát lá này mớm cho cháu, cho cháu uống thêm miếng nước cho dễ nuốt. Sao cha mẹ lại khóc vậy? Con tôi sống rồi, con tôi đã sống lại rồi. Thần y, cảm ơn người đã cứu con trai giúp tôi. Chúng tôi biết lấy gì tạ ơn người đây. Không sao, tôi cứu người không cần trả ơn. Từ đó, Cụi dùng lá thuốc quý cứu người, không mất tiền mà lại được khỏi bệnh nặng. Người chết thì sống lại, nên tiếng lành đồn xa. Những người ở tận nơi xa cũng đến cổng nhà Cụi xin lá thuốc. Ở đây có chuyện gì mà người dân tập trung đông vậy? Dạ, đó là anh Cụi. Người có cây thuốc quý có thể cứu người mới chết sống lại, người bệnh nặng khỏe mạnh. Thật sao? Bán lá thuốc cứu người như vậy chắc hẳn anh ta giàu lắm. Anh Cụi chẳng lấy tiền của ai bao giờ. Đó, nhà anh Cụi chỉ là căn nhà tranh vách đất ở cuối vườn kia thôi. Thật là người tốt hiếm thấy. Đó là cô hai nhà phú ông, nhà người ta lắm tiền nhiều của. Anh đừng có mơ tưởng. Tôi nghèo hèn, nào dám mơ tưởng hảo quyền. Cô nương sao lại chặn đường ta? Dạ anh Cụi. Anh Cụi ơi, xin anh hãy cứu cô hai của nhà tôi đi anh Cụi. Lan y dùng này rất giỏi, phú ông cần người cứu thì đi tìm Lan y, sao lại tin kẻ hèn như tôi chứ? Dạ, chỉ có anh mới cứu được cô hai của tôi thôi. Cô hai đi chơi sẩy chân té xuống sông, mọi người vớt lên thì đã ngưng thở rồi. Sống lại rồi. Cậu đúng là thần y, là ân nhân của nhà tôi. Cậu muốn gì chúng tôi sẽ đáp ứng. Dạ xin ông đừng quỳ như vậy, tôi chỉ làm việc cần làm thôi. Cha ơi, anh Cụi trước giờ cứu người không cần trả công. Cha đừng nói chuyện tiền bạc, người ta phật lòng đó. Dạ tôi may mắn được trời cho cây thuốc quý cứu người, xin ông đừng áy náy. Cô hai khỏe mạnh lại là tôi vui rồi. Con gái ta nợ cậu một mạng, ta xin gả con gái của mình cho cậu để đền ơn cứu người. Tôi nào dám. Tôi chỉ là anh tiều phu nghèo, con gái ông sao có thể chịu khổ được.
Con gái xin nghe lời cha mẹ. Con gái ta không sợ khổ thì cậu sợ gì? Cậu là người tốt bụng, chẳng tham lam, lại trọng tình nghĩa. Có con rể quý như vậy, ta rất vui lòng. Vậy con xin nghe lời cha sắp đặt.